Hội đồng bầu cử quốc gia mới đây đã ban hành nghị quyết số 64 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định. Năm thành phố trực thuộc trung ương có số đơn vị và số lượng đại biểu như sau: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số đơn vị bầu cử với 10 đơn vị và số đại biểu Quốc hội được bầu với 30 đại biểu cao nhất cả nước. Tiếp theo là thành phố Hà Nội với 10 đơn vị bầu cử và 29 đại biểu Quốc hội được bầu. Đà Nẵng có 2 đơn vị bầu cử và 6 đại biểu được bầu. Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử và 7 đại biểu được bầu. Hải Phòng có 3 đơn vị bầu cử và 9 đại biểu được bầu. Một số địa phương đông dân cư được phân bổ số đơn vị và đại biểu gồm Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử và 14 đại biểu được bầu. Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử và 13 đại biểu được bầu. Đồng Nai có 4 đơn vị bầu cử và 12 đại biểu được bầu. Bình Dương có 4 đơn vị bầu cử và 11 đại biểu được bầu. Số lượng đại biểu được bầu chính thức không chênh lệch quá nhiều so với số lượng dự kiến được ban hành vào ngày 11 tháng 1 trước đó.